bị dao đâm xuyên qua mắt vào não, vẫn sống và nhìn được. Bức ảnh chụp x-quang đã cho thấy 8cm của một con dao lớn đã cắm thẳng vào hốc mắt của nạn nhân. Bức ảnh này thoạt đầu trông giống như một cảnh trong bộ phim kinh dị, thế nhưng thực chất nó lại là một ảnh chụp x-quang cho thấy một người đàn ông bị một con dao lớn cắm vào mắt. Alberto Palacio Viscano, 22 tuổi, sống tại Colombia, đã bị bạn trai của em gái đâm ở thị trấn Soledad, theo các tin tức địa phương, Daniel Del Vela Serrano, cũng 22 tuổi, đã lấy dao đâm Viscano và sau đó chạy trốn. Nạn nhân nói với các phương tiện truyền thông địa phương, anh ta chửi tôi, lấy dao ra. Khi tôi lùi lại, anh ta đã tấn công tôi. Viscano được đưa đến bệnh viện và phải đợi 18 tiếng với con dao trên đầu trước khi các bác sĩ khám xét. Con dao đã xuyên qua 8cm vào hốc mắt của Viscano, đồng thời cũng đã đâm vào não của anh. Viscano kể lại, Tôi định rút dao ra khỏi mắt, nhưng tôi không thể. Nó dính quá chặt vào mắt tôi. Nhờ bác sĩ giải phẫu thần kinh Ameto đau Acosta, Viscano đã được cứu sống. Hơn nữa anh vẫn giữ được 90% thị giác và không bị tổn thương não. Bác sĩ Acosta nói, sau khi lấy con dao ra khỏi mắt bệnh nhân, chúng tôi đã theo dõi phản xạ đồng tử và thấy cuộc phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân Viscano vui mừng nói thêm, tôi nhìn mọi thứ rất rõ, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả sức khỏe của viscano hiện đang dần ổn định ở bệnh viện la misericordia nhưng có thể anh sẽ cần phẫu thuật tiếp họ hàng của bệnh nhân đã đệ đơn khiếu nại với cảnh sát nhưng kẻ tấn công vẫn chưa được tìm thấy